mai Hắc Long gặp may vì thầy đang rảnh. Có điều gì bí mật cần phải giấu giếm không? Không có gì à? Dạ. Hắc Long thân mến, có phải là mệnh Hắc Long là Vũ Khúc Thiên Phủ nằm cũng tí không? Dạ đúng rồi. Chuẩn đúng không? Dạ. Ui giời ơi, số này giàu muộn quá. Lá số rất là đẹp. Bởi vì cung khúc Đức có mã khóc khách là có một ông mãnh rất là mãnh tổ, rất là thiêng, và bà cô tổ thiêng độ cho làm ăn phát đạt. Cung mệnh Vũ Khúc Thiên Phủ mà lại có Bạch Hổ tài mệnh nữa là tứ linh chiếu mệnh rồi, thánh độ nữa. Cung Quan Lộc có sao Tử Vi Thiên Tướng nằm tại Thìn quá đẹp. Lại có Tả Phù Hữu Bật chiếu vào cung thân, nên là sau này có nhiều quân cán, nhiều người giúp đỡ, nhiều bạn bè có số làm trưởng rồi, bởi vì Tử Vi Quan Thiên Tướng đóng ở cung Quan Lộc và thân đóng ở đấy, nên là số làm trưởng làm sếp. Nhưng mà tại đó thì nó có Thiên La Địa Võng rồi. Thiên La Địa Võng búng phát hết mà. Không sợ Thiên La Địa Võng. Đúng rồi, bây giờ sợ triệt mệnh thôi. Xem các video của thầy rồi, triệt mệnh là gì? Là bị một linh hồn mà nghiệp nặng ấy, họ bám theo. Và tất cả những cái bạn mà xem video của thầy nhá, đều lên từ Linh Quang Điện, thầy đều triệu được cái vong linh lên và giải cho họ hết. Con thấy là nó đâu có quan trọng cái tuần truyền nữa. Đúng rồi, bởi vì họ là nước ngoài còn mình là Việt Nam. Alo. Alo, dạ anh ơi. Anh nhận cái ngày thứ tư của anh á, thì em thấy cũng có nhiều khung giờ vào buổi chiều khoảng 13 giờ, 15 giờ, 45, 16 giờ, 17 giờ, giờ nào cũng có. Anh muốn đi giờ nào ạ? Khoảng 13 giờ 45 được. À, 13 giờ 45 là anh khoảng gần 2 giờ đúng không ạ? Ừ. À dạ rồi, vậy em sẽ đặt ra anh chuyến khoảng gần 2 giờ nha. Là cái chuyến ngày đi, còn chuyến ngày về là em thấy có chuyến 20 giờ là mình bắt đầu bay á. Vậy em đặt chuyến 20 giờ nhá. Rồi, ok. Anh tự cái chuyến của mình là Hà Nội Sài Gòn đúng không anh? Đúng rồi. Hà Nội Sài Gòn rồi Sài Gòn Hà Nội. Ừ. Dạ rồi, em chào anh nha. Dạ rồi. Xin lỗi nha, có một cuộc gọi chặn ngang. Dạ. Hắc Long thân mến, là sao triệt đối với người Việt Nam mình á. Đây là môn tử vi của tử vi Việt Nam. Các thầy quan trọng tử triệt này vì ở đây ngoài cái việc xem tử vi ra có một cái vấn đề về tâm linh nữa. Triệt đóng một cung mệnh nó giống như là mặt trời gặp áng mây che, nó giống như là mình ấy là cái nghiệp kiếp trước của mình nó vẫn còn đến kiếp này, nên vẫn bị biệt mắt đến năm 34 tuổi mới được mở ra. Ví dụ như Hắc Long là kim tứ cục mà là 34 mới được mở, nên nếu biết trước thì hóa giải sớm thì sợ sáng sớm. Lá số này của Hắc Long là tương đối đẹp đây này, mệnh đẹp, phúc thân đẹp, phúc đức đẹp, tài bạch đẹp. Đây là chòm tứ phủ phụ tướng, rất là giàu có. Lại gặp cung điền trạch có cơ cự nữ địa nữa, nên là sau này điền sản đất cát bao la, mỗi tội là hai vợ. Ủa, có nghĩa là lại vợ trễ cũng hai vợ hả thầy? Vì là phá quân là cái sao đã xấu với cung vợ rồi, lại gặp tả hữu bật, tả hữu ở đấy nữa, đúng không? Rồi lại gặp phục binh nhị hợp nữa, lại gặp hóa kỵ nhị hợp nữa, đúng chưa? Rồi gặp cái sao suy đóng ở dưới đây nữa. Nhưng nếu mà nếu vậy thì cái người vợ đầu tiên của mình là như thế nào ấy? Người vợ đầu tiên của mình là cái người như thế đấy, là người có học thức, ăn nói thì khôn khéo nhưng mà lại không hợp với mình. Sau này lấy rồi thì cô ấy không ăn nói khôn khéo nữa mà sang cãi nhau với mình. Tại vì thấy cái cung đó nó hơi vất vả về đứng quá vất vả. Lục bài tinh chiếu cung vợ nhá, địa hoặc Đà La này, hỏa tinh này, kình dương này, đúng không? Chiếu hết đấy. Dạ đúng chưa? Rồi lại giờ là phá quân nữa.
lại còn tá hữu chiếu nữa, rồi phục binh chiếu nữa, đỡ làm sao được. Mà chưa hết, em này còn số đào hoa gặp địa kiếp nữa cơ, à thiên địa không nữa cơ, đào hoa gặp không kiếp nữa. Chính vì thế nên nó sẽ càng diễn ra cái việc tình duyên lận đận hai vợ, lấy cô vợ hai và cô vợ hai chân chơi tốt, mạnh mẽ, được nhờ vợ hai. Ừ. Số giàu có, con cũng hai dòng con luôn. Hai dòng con. Ừ. Sau này bốn đứa cơ. Đa số này họ quyền chữa bệnh này là người tốt này, cô sau này thuận trong quyền lực chức sắc, tròn tử vi thiên tướng là tròn lãnh đạo, cũng đóng cung thân mệnh quan lộc nữa, tốt cực. Mà quan trọng là âm phần mạnh, vì sao tuyệt đóng cung phúc đức thì lại rất tốt. Song hao nằm cung phúc đức, sau này là thảo hoa hiền với họ hàng lắm, có công bồi bổ thêm phúc đức cho họ hàng. Bệnh thì lại đại lâm mộc. Đấy, mà lại gặp hỏa mã ở một cung mộc nên là ngựa với mình đồng hành, nghĩa là ý chí và cái kết quả đạt được của mình gần như bằng nhau, đạt được kỳ vọng của mình nên ước vọng lớn vào nha. Cung thiên di thì rất sáng, thất sát nằm tại ngọ rực sáng nên là có số là lập nghiệp và thành công nơi xa nhà. Quê ở đâu? Con thì vừa ở Pleiku, Gia Lai. À, bây giờ lập nghiệp ở đâu? Thì cũng đang ở quê thôi chứ. Thế à? Dạ. Xuất đi ngay khẩn trương. Nha. Không phải đi này xa xứ à? Phải xa xứ mới thành công. Dạ. Ừ. Bởi vì cung thiên di, vì mình đã bị trượt mạnh thì cung thiên di nó mạnh hơn cung mệnh. Nên là càng đi ra sớm thì càng sáng sớm. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình ra sớm á thì như mình làm lại từ đầu thì nó lại khó hơn cái này. Đừng sợ, nghe lời thầy đi. Nha. Dạ. Mình đang bị mất lợi. Dạ. Bởi vì cung mệnh của mình gặp triệt, nghĩa là mình ở nơi gần quê. Dạ. Nó sẽ bị triệt mạnh. Và dạ, đi khẩn trương xa quê đi thì sẽ thành công. Dạ. Thì hồi xưa thì nói chung cũng làm ở xa quê rồi, thấy nó bất ổn mới về ngược lại quê. Ồ, tại vì rơi vào đại vận chưa tốt thì sao? Dạ. Sao lại như thế được nhỉ? Chủ quan kinh địch quá. Bởi vì đại vận của đồng chí Long là từ 14 tuổi trở ra là nhật nguyệt tranh đấu, lại gặp địa kiếp, địa không, nó xấu. 24 trở ra thì bắt đầu có song hao. Song hao nhá, thì làm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều. Và có gia tiên phù trợ hộ đây này. Đấy. Và có song hao tối hiểm hóa lộc thì dính luôn. Nên là làm nhiều tiêu nhiều. Đừng có mong để tiền dư được tiền trừ từ trước 34 nhá. Và từ đại vận 34 trở ra là thiên cơ cửu môn miếu địa nhịp sáng. Và lúc đấy sao triệt nằm cung mệnh nó tắt đi, lúc đấy lộc mới giữ mới nhiều. Từ 44 tuổi trở ra lại rơi vào đại vận tử vi thiên tướng, lại tà hữu chiếu. Đấy. Cực sáng. Từ 54 tuổi trở ra sức khỏe hơi kém một chút, nhưng lại có lộc tồn, hay là tiền tài ổn. Từ 64 tuổi trở ra là có kình dương tang môn, nên là có các lúc đấy cũng già rồi, có tang là đúng rồi. Từ 74 tuổi trở ra chống đỡ với bệnh tật. Và 94 tuổi anh lên đường. Sống dài dữ vậy. Bởi vì 94 là đế vượng, là đạt đỉnh cao nhất của sự nghiệp này, lại gặp không kiếp thiên hình. Yeah. Đà La hỏa tinh chiếu, đấy là cung ù chết, năm đấy sẽ bye bye. Yeah. Lúc đấy muốn lên nói chuyện là lại gặp thầy Cao Anh gọi hồn lên nói chuyện cho vui. Chết chỉ là chuyển kiếp thôi mà. Dạ. Ừ. Như thầy xem kỹ con thử cái cung phu á, thì khi nào con lập gia đình? Nên lập gia đình
vào năm năm nay là đào hoa, năm ngoái là đào hoa gặp địa kiếp vậy không, rồi năm ngoái là chia tay một mối tình à? Dạ đúng rồi, năm ngoái. Năm nay lại rơi vào cung vợ, đáng lẽ là thích lấy vợ nhưng gặp phá quân rồi cũng sẽ tan. Ừ. Sang năm thì gặp hồng loan, nghĩa là sang năm gặp một bóng hồng tốt. Và năm tiếp theo nữa là 31 lấy vợ. 31 lấy vợ. Đúng rồi. Thầy nói chung mấy năm nay còn rắc rối về cái đường tình duyên anh thôi, chứ còn cái công việc thì còn thấy cũng... ai bảo đào hoa gặp không kiếp lại thiên hình. Thiên hình là cắt đôi sao đào hoa, nghĩa là bông hoa bị cắt đôi, gặp địa kiếp là gặp một bó lửa nó cho rụi luôn, thế là xong. Đúng rồi. Dạ, nói chung là do con đụng tới mấy cái chuyện đó buồn buồn nên cầu ngâm cứu từ bi cũng nhiều lắm, nhưng mà chưa gặp thầy. Hôm nay gặp chưa? Dạ cũng chưa, đa phần con lên mạng con ngâm cứu rồi cái cõi tự coi rồi cái mình coi nhiều người rồi. Thế hôm nay gặp thầy chưa? Dạ đi. Có thầy nào biết là năm ngoái chia tay một mối tình đau đớn không? Dạ cũng có người nói đúng, có người nói sai. Dạ. Dạ. Còn coi tử vi thì như lần đầu tiên con coi. À lần đầu tiên coi à? Dạ, tại vì con mới ngâm cứu tử vi tầm đầu năm đổ lại đây. Thế ngâm cứu các video của thầy không? Có, nói chung là mới đầu thì ngâm cứu của thầy Lê Đức đi. Sau rồi thấy ông mất hết rồi, ông hết đang lên là kiểu bắt đầu qua bên thầy, tìm kiếm rồi qua bên thầy coi. Yeah. Thầy nói tiếng Bắc nghe có dễ hiểu không? Thầy nói nghe rõ mà. Thầy như gốc Hà Nội hả thầy? Hiện bây giờ thầy đang ở Hà Nội. Dạ, cái giọng thầy nghe rõ. À. Dạ. Nhưng mà cẩn thận nha, đất nhà có âm binh đấy. Dạ đúng rồi, cái đất nhà có âm binh thì cái này như cũng nhiều người nói. Thầy nói chuẩn luôn, thầy nghe giọng biết luôn. Dạ. Nhưng mà thầy có bao giờ nhìn âm binh bằng mắt đâu, nghe bằng tai. Dạ. Thầy cái âm binh này nó không tốt nên cúng kiến rồi thôi. Vì cần nó không có quậy cho lắm. Thật ra âm binh không nên sống cùng người vì họ là một cái trường năng lượng âm cực xấu. Khi họ tác động vào làm cho những người ở trong cái vùng đất đấy hay bị đau đầu, hay bị dẫn dắt làm những việc không theo ý muốn và rất khó ngủ vào ban đêm. Hay mơ đánh đuổi nhau. Cái mặt đất của con đấy. Làm cho tinh thần của mình mệt mỏi. Cái mặt đất của con nó có đi mẹ nên chắc cái mẹ hoang hồi xưa ấy. Nhà nó có hai cái mẹ. Phải cầu siêu cho họ, đưa họ về nơi cõi khác thì mới sống yên ổn được. Không có là nguy hiểm đấy. Thôi còn tình duyên thì cứ xác định đi, lận đận vợ. Như vậy là bây giờ là hai vợ. Nếu mà mình có cách nào mình thấy được một đời vợ không thầy? Có cách nào mình vậy? Thấy được không? Nếu mà đức, người ta vẫn có đức năng thắng số mà. Nhưng mà lá số này đức làm không đủ thì không thắng được số. Vẫn là hai vợ. Đấy, ví dụ như tình duyên năm ngoái ấy, mình vẫn muốn yêu cô đấy mà. Nhưng tại sao vẫn tan? Đúng không? Thật ra có phải cái gì mình cũng kiểm soát được hết đâu. Con người là một rất nhỏ bé trong cái vũ trụ này. Đấy, ý chí của mình là một phần thôi, nhưng mà còn thiên mệnh nữa, còn địa mệnh nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Năm nay là năm vất vả đấy. Dạ cái năm nay thì nói chung công việc làm ăn luôn nó đã đủ chuyện hết. Tình cảm rồi làm ăn nó đủ chuyện hết. Đúng rồi. Năm nay xấu mà.
sang năm thì bớt xấu hơn, nhưng mà sang năm thì hay cãi nhau. Hay cãi nhau với người trong gia đình hay là trong gia đình ấy, trong gia đình sang năm là lộn xộn, cãi nhau luôn. Tin không? Ngay mùng 1 Tết là cãi nhau rồi, thử xem đúng không? Dạ, để cũng coi thử. Đúng rồi. Chiều mùng 1 Tết nhắn tin cho thầy Cao Anh bảo thầy vừa cãi nhau xong. Con thì con mong là nó không có đúng cái phần này. À, số rồi. Dạ. Thôi cứ chấp như cái số của con đó. Làm sao? Alo. Thầy nói đi. Như qua năm thì con có thể đi xe làm được không thầy? Càng xa sớm càng tốt, sang năm là năm tam hợp với điền trạch, đi luôn. Đất nhà của ông Binh không nên ở. Dạ, tại dạ, con tính qua năm đi ra làm riêng là nhiều lúc. Đi. Như nếu mình đi thì tầm tháng mấy đi là mình? Đi luôn, tán Tết xong lên đường, cắp ba lô lên đường luôn. Tả phù hữu bật chiếu mệnh thì sợ gì? Tả phù hữu bật chiếu mệnh thì cứ lên đường thôi. Chiếu thân mà, nhá. Không sợ gì hết. Những người nào có tà phù hữu bật là những người tự tay lập nghiệp, như là vứt đậu sống được. Mà này cung phúc đức lại có mã khốc khách đóng đấy nữa này. Quý nhân phù trợ lên đường đi. Đi cho nó quên tình duyên cũ đi, quên lối mòn cũ đi, để làm được mới. Sang năm là cô đơn lắm đấy. Như quen năm hả thầy? Gặp một cô nhưng chưa yêu ngay đâu. Cuối năm mới yêu. Tại con thấy con cô đơn hết. Cô đơn 3 năm rồi yêu. Qua năm mình cô đơn tiếp hả thầy? Sang năm vẫn cô đơn tiếp. Nhưng mà sẽ gặp một bóng hồng vào cuối năm nhá. Khoảng tháng 7, tháng 8 gì đấy. Xong rồi yêu nhau, rồi sang tiếp theo cưới nhau. Nhanh dữ rồi thầy. Thế mới đùng một phát rồi. Hình như nó cái cách cái này nó như hợp với tính cách con sao ấy. Thế cưới nhanh à? Yêu đâu mà nhanh cưới dữ. Đúng rồi. Người ta gọi là cưới vợ. Cưới vợ là cưới nhanh được. Cưới vợ là cưới liền tay. Bởi vì đào hoa gặp địa tiếp, liệu không thì cưới vợ là cưới liền tay đi. Số hai vợ mà, cưới đi xong còn cưới vợ nữa cơ mà. Mọi người cứ tưởng thấy nói đùa là thật đấy. Dạ, nhưng mà như cái vợ hai của con là nó tầm năm con bao nhiêu tuổi là chỉ có. À, con lấy vợ xong thì 34 trở ra 35. Năm 35 sẽ gặp đào hoa, gặp không khiếp. Chính cái cùng năm ngoái luôn. Thì lại chia tay trong nước mắt. Cưới nhau qua 2 năm sau với 31, 32, 33, 34, 4 năm sau là chia tay. Cái người vợ hai của con nó như thế nào ạ? Thầy nói từ lúc nãy rồi, là một người rất là trắng trẻo, xinh xẻo, giỏi, có số làm chủ, có điều kiện. Nhưng mà biết sớm quá, sợ tình yêu nó yêu lấy vợ đầu nó nhạt nhẽo nhỉ. Nói con thì không muốn hai vợ cứ người nào ấy rồi sống như vậy luôn, chứ thấy cảnh cưới hai vợ hai con mệt thầy ơi. Theo thầy là khoảng 90% mọi người không muốn hai vợ trước khi cưới. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi thì đâu vào đấy hết. Dạ. Nói chung thì hồi trước con cũng có hỏi thầy là được một lần, thầy kêu
khi mình khó cải lắm. Khó cải à? Thật ra cải được. Dạ, khó cải, cải mạnh. Cải được. Dạ. Dạ. Cải tốt. Nhưng phải có duyên cơ. Cứ nghiên cứu tiếp Tử Vi đi. Dạ. Khi nào mà thấy chuẩn bị cưới vợ rồi, dạ, chọn lấy cô đúng người ý rồi thì gặp gọi thầy. Dạ, dạ. Đầu tiên muốn cải được thì mới xem phúc, phúc đức của cô đấy thế nào. Hai nữa cô có số hai chồng không? Dạ. Đó. Dạ. Dạ là nếu mà khi mình gặp được người ta rồi cái mình cảm thấy ấy ok thì cứ gọi thầy. Đúng rồi, định chốt thì gọi thầy. Dạ, dạ, dạ. Rồi thầy phải lên cúng tiếp đây. Hôm nay có lẽ. Dạ, dạ. Dạ, 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 con cảm ơn thầy nha. Ờ, rồi, thầy sẽ gửi ấy cho, file ghi cho, nhá. Dạ, 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 dạ.